Sau đó tiếp tục tham gia vào cuộc thử nghiệm lần 2, 5 ngày không ngủ, phần thưởng là 500.000 baht. 500.000 baht. Nếu bạn mắc chứng khó ngủ thì câu chuyện tiếp theo xin đừng bỏ qua, có thể sẽ cứu được bạn một mạng, không tin. Thế mà vẫn có 4 người trẻ tuổi không sợ chết này quyết định tham gia thử nghiệm không ngủ, duy trì 5 ngày không được ngủ thì sẽ lấy được 500.000 baht tiền thưởng. 3 ngày trước thì đơn giản, nhưng đến ngày thứ tư mọi người bắt đầu mệt mỏi, Win cảm thấy cơ thể mình nhẹ như bông, nhìn cái gì cũng mờ ảo. Với tình trạng như vậy mà cậu còn chơi bóng, không chỉ đứng ngủ gật cậu còn bắt đầu sinh ra ảo giác, cảm thấy rằng đồng đội đang chửi cậu. Jane cũng giống vậy, bắt đầu vô cùng buồn ngủ. Trong lớp học giải phẫu, mọi người tập trung quanh một cơ thể phân tích kết cấu cơ. Trong mắt Jane, động tác ấy giống như đang cắt thịt bò vậy. Cơ thể trên giường dường như cũng đang động đậy. Nhìn chỉ số trên đồng hồ, hormone được tiết ra rất thấp. Chỉ có Win là miễn cưỡng vượt qua được một nửa, Jane nói. Thế là bọn họ tổ chức tiệc bể bơi, chơi trò dội nước đá lên đầu. Mục đích để giữ cái đầu lạnh. Tiếp đó là bật nhạc to hết cỡ và quẩy thật nhiệt tình. Cứ vậy cho đến nửa đêm, mọi người không chịu nổi nữa. Lúc này, Xin nghe thấy có tiếng động lạ trong phòng của Pick. Dường như có gì đó không bình thường. Cô tiến đến, như có một thứ bẩn thỉu gì đó được giấu ở đây. Trên máy tính của Pick đang được chiếu vô số video, trên tường thì dán kín ảnh. Hóa ra Pick vẫn luôn theo dõi, chụp trộm cô, vô cùng biến thái. Không chịu được sự đả kích, Xin ngất xuống đất. Đồng hồ phát tín hiệu cảnh báo. May mà Jane học y, lập tức sơ cứu cho cô. Khi thời gian gần hết, Xin mở mắt. Hormone cuối cùng cũng đạt được 100. Nhưng sau khi 4 người nhận tiền thưởng xong, đã kiên quyết rút khỏi thử nghiệm này.